cô rất duyên dáng. Cũng như thường ngày thôi, duyên dáng gì đâu. Cô đang chê ông phiền đó. Nghĩ cậu khác lợi hại hơn để khen cổ đi, chúa cô gái. Dân tưởng y thường, hoa tưởng dung, xuân phong bất dám lộ hoa hồng. Ông đọc thơ gì vậy đại ca? Cô đang muốn yêu kiểu tình cha con, chứ không phải là văn học tình cha con đâu. Nói lại về ngành tài chính của ông đi, khen cổ là cổ phiếu tiềm năng. Tôi muốn mãi mãi có được cổ, nói đi. Hèn hạ, im miệng giùm đi. Ha ha, ở đây làm bánh nướng rất là ngon. Hồi nãy tôi đã kêu giùm cô một phần rồi. Đừng nói chuyện nhảm nhí nữa, vào vấn đề chính đi, hỏi cổ đưa lịch trình của Lâm Hùng. Lần trước người tên Harry là ai vậy? Còn có một cô gái và một anh chàng to con đi cùng. Sao họ lại đi chung với ông? Con nhỏ này rất gian xảo, muốn đổi ngược lại lấy tình của ông. Ông đừng trúng kế đó. Harry chính là một người thích đọc sách, thường được gọi là trạch nam. Cậu ấy chết rồi, cứ mặc kệ đi. Còn về thằng đô con tên là Hút thì tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, là lính của tôi thôi. Là huấn luyện viên thể hình, thường hay dạy cho mấy bà già nhảy đầm, không hợp với cô cho lắm đâu. Bị đánh phải không Cổ Bích Vinh? Tỉnh táo lên đi. Ông từng làm nghề gì trước khi ông làm nghề này? Đừng nói nữa, làm bộ thần bí để dụ dỗ cổ. Không lẽ tôi làm đặc vụ? Cũng nói cho cô biết sao. Nè, tôi nói cho ông nghe theo, chảnh chẹ chút. Muốn tôi nói à? Được, lấy thứ quý giá nhất của cô trao đổi với tôi đi. Muốn tôi nói sao? Được rồi, lấy thứ quý giá nhất của cô ra trao đổi với tôi đi. Là gì vậy? Cái tôi muốn xem chính là lịch trình của Lâm Hùng mà thôi. Cô nghĩ cái gì vậy? Lần trước Lâm Hùng đã từ chối chúng tôi, cũng phải tìm cách tiếp cận lại chứ. Muốn xem thì xem đi, nhưng xem xong phải nói cho tôi biết. Tôi gạt cô hồi nào đâu. Hả? Tôi hội đánh gôn hả? Nè, tôi đâu có thành viên ở đó, với giờ là 1 triệu đô, sao tôi gặp được ổng chứ? Còn bị cái nghèo cản trở đầu óc à? Thông minh lên một chút có được không? Cô, tới lượt anh nói tôi biết rồi. Vậy cho cô một bài học ha. Đừng bao giờ tin lời đàn ông nói. Bị người ta gạt mà cũng không biết đó. Cũng may tôi là người tốt. Nếu không, lấy được thứ quý giá nhất của cô rồi thì cô sẽ bị thiệt thòi.